Flipkartiku biết có bút chung anh, điểm này anh Flipkartiku biết có bút chung anh, điểm đó là yako, mấy số gạch kén, điểm ở ngoài mày có đặt cái tát, nãy mày mấy số gạch kén, điểm đó rồi có unboxing cái anh na. Mà nó là cái bút xíu á.